Ngay sau khi bão tan, nước rút, các hộ trồng quất cảnh ở huyện Văn Giang khẩn trương khắc phục và khôi phục sản xuất. Những ngày qua, gia đình anh Biển, thôn Tân Trong, xã Thắng Lợi luôn có mặt trên đồng ruộng để vệ sinh đồng ruộng, cắt tỉa những cành quất, quả quất, lá quất bị dập nát, cây kích lại các giá thể cho 520 cây quất cảnh, đồng thời sử dụng các biện pháp kỹ thuật cũng như kinh nghiệm trong việc chăm sóc cây cảnh có múi, tránh hiện tượng rụng, nứt quả, cây cảnh bị chết xanh, hỏng rễ do ngập nước. Gia đình chúng tôi thì bây giờ chỉ có khắc phục, bây giờ lại phải chỉ chăm bón về cái rễ, chủ yếu cái rễ thôi, tưới Dinomin này, rồi là dòng đỏ này để phục hồi cái bộ rễ. Xong rồi chúng tôi mới bắt đầu cái bộ rễ được đẹp thì bắt đầu chúng tôi mới lại cho ăn nân. Khắc phục làm sao nó được hiệu quả, được tốt, đẹp nhất, cho nó được đẹp. Thí dụ nó năm ngoái nó là 10 phần thì chúng tôi cố gắng là nó phải được 9 phần. Đợt lũ trồng bão vừa qua, huyện Văn Giang có 663 hectare diện tích sản xuất hoa cây cảnh vùng bãi bị ảnh hưởng nặng. Trong đó có 228 hectare quất và bưởi cảnh tập trung ở các xã Mễ Sở, Thắng Lợi và Liên Nghĩa. Diện tích của tôi là 5 thào quất cảnh, thì là quất nu thì là chuyển được hết lên, còn quất đất thì là mất khoảng 3 thào. Trước khi mà chuyển lên thì là phải phun Dinomin để chống thối. Và đập thối, chống thối, nhũn. Hiện các hộ trồng quất cảnh đang tập trung phun thuốc chống nấm, chống thối và chăm sóc phục hồi cho cây trồng.